Trong vụ án chính bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, kết thúc phiên xử sáng nay 23 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với 3 bị cáo. Theo đó, bác sĩ Hoàng Công Lương bị đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. Ông Trần Văn Sơn, cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện bị đề nghị 4 đến 5 năm tù. Ông Bùi Mạnh Quốc, giám đốc công ty Trâm Anh là 5 đến 6 năm tù. Theo nhận định của Viện Kiểm sát, có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Bùi Mạnh Quốc tội vô ý làm chết người. Viện kiểm sát cho rằng quá trình điều tra và thực tế chứng minh bị cáo Lương được giao nhiệm vụ tại đơn nguyên thận nhân tạo. Hồ sơ vụ án có chứng cứ việc bác sĩ Lương là người ký duyệt y lệnh cho hai bác sĩ còn lại, trực tiếp thừa lệnh trưởng khoa ký giấy đề nghị sửa chữa thiết bị hệ thống lọc nước RO số 2 bác sĩ hoàng công lương sau phiên tòa sáng nay cũng cho biết không đồng ý với những quy kết của viện kiểm sát và mức án cơ quan này đề nghị cho mình bác sĩ lương cho biết sẽ nhờ các luật sư chứng minh mình vô tội trong phần tranh luận